chào mọi người đến với kênh của bà Ngân Tài Xế Vlog và xà. Và hôm nay là mình đang đi chạy cái chiếc xe bồn 24 tấn này, xe 4 chân này, để 4 chân này để đi đăng ký. Mời mọi người theo dõi kênh của mình nha. Bây giờ mình đang vô tổng kho Petrolimex để mình nhận chiếc xe bồn chở dầu, chở xăng dầu để đi đăng kiểm. Đây là những cái xe tải xắc xi 4 chân đang chờ để đóng bồn dầu nha mọi người. À, đây là chiếc xe bồn mình chuẩn bị lấy, mình chuẩn bị chạy nè. Và đây là những cái bồn xăng dầu bên công ty Petrolimex đóng sẵn để cho lên những cái chỗ người ta làm trụ dầu á. Hôm nay mình đột nhập xưởng đóng thùng của công ty Petrolimex. Đây là những chiếc xe chở xăng dầu đã hoàn thiện, chuẩn bị giao. Nhìn cái xe rất là to, rất là hoành tráng đó. Mọi người đang kiểm tra xe để cho mình lấy đi. Anh chú trong xưởng ghe xe lại cho mình, để trong xưởng khoan biển số cho mình á, khoan cái lỗ bắt biển số. To ơi là to luôn. Mấy anh thợ đang khoan chỗ để bắt cái biển số để cho mình đi đăng kiểm. Cái xe quá trời hoành tráng nè, xe quá đẹp luôn. Quan trọng là gắn cho mấy anh đăng kiểm đọc quá, chứ em thì đọc sao cũng được á. Mấy anh cứ chọc mình. Ở đây là mấy anh thợ đang kiểm tra bồn. Là bồn chở xăng dầu thì làm rất là khó, cực nữa. Cái xe rất là lớn mà. Mấy anh đứng mà có chút xíu luôn á, thấy cái xe xong không thấy người luôn á. Giờ mình đang chạy trong nội bộ của cái công ty Petrolimex chuyên làm bồn xăng dầu. Đó, nhìn cái xe rất là dài. Và bây giờ là mình đang quay camera ngược nha mọi người. Giờ mình sẽ bước lên cái xe rất là cao nè. Đó, cái tầm của mình nè, cabin ở trên. Bây giờ mình sẽ bước lên cabin để mình chạy. Xe thì rất là to, 24 tấn mà, xe 4 chân. Xe Hyundai HD320. Cực kỳ to luôn. Giờ mình đi một mình cho nên mình quay cabin ra ngược thì mọi người thông cảm cho mình ha. Coi thì có lúc thôi sẽ có lúc là ngược, có lúc xuôi. Để lấy chút xíu mình sẽ giới thiệu về cabin nha. Bây giờ mình bắt đầu mình đi thôi. Mình đang đi trong khu công nghiệp Nhân Trạch cho nên trong đây không có xe đâu. Rất là vắng xe. Đó, mình quay đường cho mọi người xem một tí xíu. Trong đây là khu công nghiệp rất là rộng lớn luôn. Hồi nãy mình phải đi vô công ty, mình đi xe buýt 603 xuống cây xăng dầu Tín Nghĩa ở trong khu công nghiệp Nhân Trạch, rồi mình phải đi xe ôm vô trong công ty này. Nếu mà đi bộ thì chắc mình đi mất khoảng nửa tiếng. Ở bên đây người dân, cũng có người dân người ta trồng mì. Bây giờ mình đang bơm dầu cho cái xe của mình nữa. Cái đẹp thôi, hết dầu là phải bơm, mà mình không có biết bơm cái xe này đâu. Xe nhỏ thì còn biết bơm, còn xe lớn là mình chịu thua. Còn một đoạn nữa, tầm khoảng 300m nữa là ra quốc lộ 51 mà đang kẹt xe. Xe mình rất là cao, từ trên mà nhìn xuống thấy cái xe tải nhỏ, nhìn nó xíu xiu. Trời nóng hầm hì quá trời luôn, tranh thủ đi mà trưa không có được ăn luôn, bây giờ uống trà tắc cho đỡ buồn ngủ. Quên đỡ đói, mà chắc hồi sốt ruột hơn nữa. Mà ăn nhiều quá thì sẽ bị mập. Dịnh đói thì đa bao tử, giờ không biết làm sao nữa. Nay là 22 Tết rồi, ngày mai là Tết ông Táo rồi. Bữa nay là mình bận rộn dữ lắm luôn á. Buổi sáng thì mình xét hai cái chiếc xe du lịch của chị giám đốc công ty, rồi bây giờ mình đi kiểm cái xe còn chở xăng dầu. Thì các bạn cũng thấy là công việc của mình rất là bận, cho nên nhiều khi có những comment mà mình để nhiều khi cả tuần mình mới
trả lời comment được thì mong mọi người thông cảm với mình ha. Nói chung là mình là sống là rất là tình cảm, người ta giúp mình thì mình nhớ ơn là suốt đời luôn á, cứ giúp một lần là mình nhớ ơn, mình trả ơn dữ lắm. Cho nên ai làm bạn với mình á, hầu như là cũng rất là thương mình, quý mình, bởi cái tính mình là người ngay thẳng chân thật và biết quý tình bạn. Nói chung là cuộc sống á, thì nó cũng có nhiều cái khó khăn vất vả dữ lắm. Mình một người phụ nữ mà mình có thể là ôm những cái chiếc xe tải lớn chạy thì đó cũng là một cái sự vượt khó của mình thôi, chứ không phải là mình muốn khoe khoang gì. Mình muốn đưa, thật ra thì những cái clip mình đăng lên á là mình chủ yếu mình muốn chia sẻ cái với mọi người rằng ai cũng có cái khả năng là làm được những điều mà đàn ông người ta làm được thì phụ nữ mình cũng có thể làm được. Nhưng mà chỉ có cái là mình là người phụ nữ thì thường á mình chấp nhận sự hy sinh là nhường đường cho chồng đi giao thiệp bên ngoài để làm ăn, phụ nữ ở nhà chăm con. Nhiều khi á mà mẹ chồng của mình về quê không có ai chăm con á là mình phải ở nhà mình giữ hai đứa con mình. Cái anh nhỏ thì 2 tuổi đó, chồng mình không có giữ được đâu, tại vì anh quậy dữ lắm, với lại ăn uống rồi chồng mình không có biết nữa, cho nên là nhiều khi cũng bực mình lắm. Lúc mà đi ra ngoài làm có lúc á thì ảnh làm công việc áp lực á thì ảnh chịu không nổi, anh cứ từ từ mà công việc của mình nhiều khi là có nhiều cái cần phải nhanh nhẹ xử lý cho nhanh thì làm mới có tiền, còn cứ chậm nội tiền mua sữa cho con mình thì cũng không có đủ nữa. Cho nên mình cố gắng dữ lắm, mình cố gắng để vượt qua những cái khó khăn, vượt qua cái số phận. Mỗi người đều có một cái số phận hẳm hiu hay là số phận mà sung sướng thì ông trời ông đã đặt rồi, nhưng mà mình lại là người có cái số phận là cực khổ. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu vượt qua cái số phận thì không lẽ là con mình nó khổ lây theo mình. Cho nên là mình cố gắng dữ lắm thì mong mọi người yêu thương, mà người nào mà hiểu được hoàn cảnh của mình thì thương mình rất là nhiều, và đặc biệt là người ta thương và quý mình ở cái sự chân thật và chân thành đó mọi người ơi. Giờ mình tới phòng xây rồi, giờ đã tới trạm đăng kiểm rồi mà mình không có vô được, trong trạm đăng kiểm này hơi hẹp, bác bảo vệ ra phải chỉ cho xe đậu gọn vô, xe trong ra bớt thì xe ngoài mới được vô. Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi, nếu mà mình về Biên Hòa, ở đây là ở thuộc Long Thành, Đồng Nai, mà nếu mình chạy về Biên Hòa thì 5 giờ thì hết nhận hồ sơ rồi, cho nên mình phải chấp nhận đậu ở đây. Bác bảo vệ cho đậu là sẽ nhận được hồ sơ và sẽ làm, mặc dù là về trễ nhưng mà thôi kệ, còn hơn là làm không được. Xe trong ga ngoài vô, trong ga bớt ngoài mới được vô. Xe mình lớn quá mấy chừng nào mới vô được đây. Trong khi chờ đợi mình sẽ review về cái xe này cho mọi người dễ hình dung nha. Đây là kính chiếu hậu bên tài, mình đang quay camera xuôi, mình đang ngồi bên phía bên tay trái. Đó, cái xe bồn rất là dài, xe này tới 24 tấn lận, cho nên nhìn nó to lắm, nó to y như một con voi vậy. Con vô kiểm á chú, không có, con quay cái xe con thôi à. Con giận nhưng mà hôm nay là không bán hồ sơ. Anh tài xế của xe khác nhờ anh đội cái cabin lên, mình là không biết rồi đó, này bắt mình phải học hỏi thêm mới được. À, thấy không, anh tài xế đồ con mà anh đứng có chút xíu đó. Ủa đội xuống phải kéo vậy ha anh? Sẽ khó hình dung được cái mỗi một cái loại xe nó có nội thất như thế nào và cách sử dụng như thế nào. Đây, đây là bố trí của túp lô. Đây là đồng hồ dầu, đồng hồ chỉ nhiệt độ, dầu e là MT là hết dầu, full là đầy bình. Rồi đồng hồ chỉ nhiệt độ, loa, bình,
bình, tức là bình điện á, này nó biểu tượng của bình điện nè, bình điện nó xuống dưới là do mình đang tắt nè, chứ nếu mà mình bật lên, nó bật điện lên thì nó sẽ lên cái kim đó nó lên, tức là điện nó báo bình điện là còn hay không còn đó. Giờ mình sẽ bật đó. Rồi đó, bây giờ mình đã dán xong đề can đề xe đây, đề can mình dán cũng khá đẹp á. Nhìn cái xe nó to, nó nhìn đóng cái bồn rất là chắc chắn, bồn chở xăng dầu mà cái độ mà an toàn của nó cần phải cao. Xe rất là to, đẹp. Bây giờ mình chỉ chờ cái đè, cái mình chỉ chờ cái tem với lại hồ sơ nữa, anh dán tem mà ra nữa là mình vô nhận hồ sơ là xong việc của ngày hôm nay. Ở bên hông của hai bên của cái bồn á là có hai cái bình chữa cháy để nâng cao cái chất lượng về phòng cháy chữa cháy thôi. Cái bình cũng khá to nhưng mà có điều đứng chung với cái bồn này thì nhìn thấy nó nhỏ, tại bồn quá to rồi. Cái bình mình nhìn thì to nhưng thực tế là nó nằm kèm cái bồn mới thấy nhỏ xíu à. Đó, hôm nay mình đi xe này là xe 4 chân. 4 chân là 4 dãy bánh đó. Đó, đây 1 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đây là gọi là xe 4 chân. Xe rất là đẹp, 4 chân. Tại vì do khối lượng hàng hóa chở lớn cho nên nó phải làm cái số mà bánh xe gọi là chân á, nó nhiều để nó mới chịu lực được, mới chở được tải cao. Cũng có nhiều xe cái độ dài của nó lớn, độ dài nó dài cũng như vậy nhưng mà độ lớn cũng ngang bằng mà nó chỉ có 3 chân thôi, là tại vì tải nó thấp cho nên là không cần phải nhiều dàn bánh để nó nâng hàng, nó cái độ chịu đựng của nó về hàng quá cao cho nên là nó chỉ làm có thể làm gọi là hai chân, xe hai chân lớn tầm khoảng 6-7 tầm khoảng 8 tấn, 9 tấn, 10 tấn vậy đó, là hai chân thôi. Còn khoảng 11, 12, 13, 14 tấn, 15 tấn gì đó là ba chân, và khoảng 16, 17 tấn đổ lên đó là bốn chân rồi. Trên 5 chân là 21 tấn là 5 chân. Bữa nay mình chạy gì đâu mà mình chạy sắt bất sang ban luôn, hồi tối thức cả đêm để chạy hai chiếc xe du lịch cho chị giám đốc. Hai chồng mình chạy đi đâu hồi 11 giờ mấy mà về tới nhà. Tạt qua nhà là khoảng 5 giờ rưỡi sáng, vừa tạt qua cái lấy xe cái là đi tiếp à. Cho nên bây giờ nhìn cái mặt mình nó đơ đơ khờ khờ mà nó thiếu ngủ. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi, cận Tết rồi, công việc mà nó xong thì ăn Tết mới yên ổn được. Rồi qua Tết á, thì nhẹ nhàng làm việc nó cũng không có bị áp lực. Với lại nếu mà trong Tết mà làm không xong á, khách hàng không có xe chạy hàng á, thì nó cũng mắng vốn công ty, cũng tội nghiệp công ty. Cho nên phải cố gắng hết sức để làm cho xong việc, đồng thời cũng có tiền để xài Tết các bạn. Ở chậu hoa trong trạm đăng kiểm phải lên lầu mình lấy được hồ sơ. Chim chậu màu và xe của mình đã dán tem rồi các bạn. Tem bên kia đâu rồi? Đây đó, cái tem mà xanh xanh đó mình đã dán tem xong rồi. Và công việc hôm nay của mình là đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lên xe và mình đi giao xe thôi. Chạy cao. Bây giờ mình đang quay camera ngược. Rồi khi mà đề máy á, để ý khi đề máy mà nếu mà đút chìa khóa vô mà mình không có bật được cái chìa khóa thì mình nên dặn vô lăng tí xíu để ý mới đề máy được nha. Rồi đeo dây an toàn chưa? Uống nước rồi đó.
kiếm chỗ sạc pin điện thoại đâu ta, hồi thuốc đâu ta, hồi thuốc à đây rồi, mình sẽ sạc pin điện thoại. Và hôm nay là công việc của mình đã xong rồi, chiếc xe bồn mình làm xong rồi. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình. Nếu cảm thấy hay hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh Bà Ngân Tài Xế Vlog nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.